Tháng 3 vừa rồi các chị, thì Nam có làm một cái video clip chia sẻ về nhìn ăn các chị. Và Nam đã thực tập cái quá trình nhìn ăn để thanh lọc cơ thể trong vòng 12 ngày. Tại sao Nam lại làm cái điều này? Thứ nhất, đó là Nam muốn khỏe và thanh lọc cơ thể. Đó là lý do lớn nhất để Nam thực hiện. Cái lý do thứ hai Nam làm, đó là Nam phải chứng nghiệm để biết điều đó nó xảy ra như thế nào. Bởi vì cái niềm tin trong việc chứng thực là niềm tin ở cấp độ cao nhất các chị. Và khi Nam biết nó như thế nào thì Nam mới chia sẻ và tư vấn cái giải pháp đúng cho mọi người được. Vậy thì tại sao nhìn ăn á, nó lại giúp trẻ hóa và giúp chữa bệnh các chị? Thực sự nhìn ăn chữa bệnh chính là khoa học các chị. Nó là khoa học minh triết tối thượng của cơ thể. Bởi vì bây giờ mà Nam đem cái câu chuyện Nam nhìn ăn 12 ngày mà Nam đi chia sẻ cho rất nhiều người, thì nhiều người đều cảm thấy hoang đường. Và nhiều người nói rằng là tôi bỏ có một bữa chiều tối thôi mà đã bùn rùn hết cả chân tay, đó, không chịu nổi được rồi, thì làm sao mà có thể nhìn ăn được 12 ngày? 12 ngày thì làm sao sống được? Bởi vì đại đa số bây giờ nhiều người nghĩ rằng là chỉ có ăn được thì mới khỏe, mới sống được anh chị. Đó, cứ sợ con cái mình còi cọc, ốm yếu, cứ bắt con mình ăn rất nhiều anh chị. Nhưng thực sự nó lại không phải như vậy. Bởi vì cuộc đời chúng ta đã ăn quá nhiều rồi. Từ nhỏ tới bây giờ mấy chục năm, mình đã ăn liên tục. Có nhiều người ăn không ngưng nghỉ cái miệng của mình đâu anh chị. Như vậy là bởi vì chúng ta ăn vô tình, chúng ta ăn sai trái, chúng ta ăn không có đúng, thì nó sinh ra bệnh tật, bệnh hoạn. Và trong người chúng ta nó chứa quá nhiều rác thải, các chất độc. Và chính cái rác thải, các chất độc đó, Nó đã gây ra cho cơ thể mình rất nhiều mệt mỏi, ốm yếu, kiệt sức, bệnh tật, rất nhiều cái bệnh mãn tính. Vậy thì các anh chị ạ, Nam nhìn ăn 12 ngày á, thì Nam đã hỏi ý kiến của những người đã nhìn, là Nam đã hỏi hàng chục người rồi. Cái thứ hai, Nam đã đọc trong tất cả những cuốn sách thực dưỡng, thì nhìn ăn chữa bệnh là một phương pháp tuyệt vời để giúp chúng ta phẫu thuật không dao kéo và chữa lành cho cơ thể. Đó, thì sau đó Nam mới quyết tâm Nam thực hiện cái liệu trình nhìn ăn 12 ngày. Và để giúp mình thực hiện được cái liệu trình này ấy, thì cái lòng quyết tâm và cái niềm tin ở chính bản thân mình nó phải cực kỳ lớn nha chị. Chứ không là vừa mới thực hiện được mấy hôm á, là người ta nói là lung lay và thay đổi. Thì nhìn ăn 12 ngày nó vẫn là nhìn ăn ngắn ngày thôi các chị. Có những người nhìn ăn 30 ngày, 45 ngày, thì đó mới là những cái liệu trình nhìn ăn nó thanh lọc rất sâu cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà đòi hỏi phải có một cái môi trường tĩnh lặng, không khí trong lành, nguồn nước sạch, và phải thực sự tĩnh tâm thì chúng ta mới làm được cái liệu trình nó sâu như thế. Còn nếu mà cuộc sống hiện đại bây giờ mà người nào nhìn được từ 10 đến 12 ngày, đó là điều tuyệt vời rồi các chị. Đó là điều rất tuyệt vời cho cơ thể rồi các chị ha. Thì nếu mà chúng ta nhìn ăn thì 3 ngày đầu chúng ta rất khó chịu. Khó khăn nhất là 3 ngày đầu tiên các chị. 3 ngày đầu tiên là cực kỳ khó chịu. Sẽ cồn cào, sẽ bứt rứt, sẽ khó chịu, sẽ day dứt. Đó, đầu óc sẽ quay cuồng, tụt huyết áp, rất nhiều thứ. Thì 3 ngày này nó đều là trạng thái đói ảo. Đói ảo các chị. Đói ảo là do cái miệng mình nó vẫn còn tham ăn. Cái dạ dày của mình nó tiết ra dịch vị thường xuyên thông qua các bữa ăn. Và bây giờ nó cồn cào, nó khó chịu là như vậy. Thì cái này là đói giả. Cái đói này là cái đói giả. Nhớ chức năng là cái đói giả. Cái đói này là đói ảo, là do cái tính tham ăn và tham lam của con người mà thôi. Chỉ cần có ý chí và nghị lực thì chúng ta sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Và khi mà nhìn ăn á, thì chúng ta hãy giao tiếp với cái tiềm thức của bản thân, của cơ thể mình rằng là thời gian tới bản thân tôi sẽ thực hiện
cái liệu trình nhịn ăn bao nhiêu ngày đấy để thanh lọc cơ thể, để giúp cơ thể sạch, khỏe, tráng kiện hơn. Nên là tôi biết ơn bạn, tôi cảm ơn bạn, và tôi tin tưởng rằng bạn sẽ đồng hành với tôi và giúp tôi vượt qua cái liệu trình này một cách dễ dàng. Nếu mà mình liên tục có những cái ý niệm mà giao tiếp với cái tiềm thức của mình như vậy, thì cái việc mà chúng ta làm cái liệu trình này nó diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng, thậm chí mình còn không cảm thấy đói đâu các chị. Ok không nào? Và hết 3 ngày thì lúc này cơ thể nó đã chuyển qua một cái trạng thái được gọi là cái trạng thái lấy năng lượng từ các mô cơ, mô mỡ ở trong cơ thể chúng ta. Mọi người có biết rằng là cái con lạc đà đó không chị? Cái con lạc đà tại sao nó sống được trên sa mạc, nó nắng nóng như thế? Bởi vì cái biếu của lạc đà nó tích mỡ. Trong cái biếu của lạc đà nó chỉ chủ yếu là mỡ thôi anh chị. Và khi nắng nóng như thế thì cái biếu ở cổ này nó sẽ chuyển hóa trở thành năng lượng cho cơ thể con lạc đà, và nó chuyển hóa thành nước để cung cấp cho cơ thể con lạc đà. Vậy thì khi chúng ta ngưng hoàn toàn cái việc mà chúng ta đưa thức ăn vào miệng chúng ta xuống dạ dày, thì sau 3 ngày thì cái dạ dày chúng ta nó khô các chị. Lúc này nó không làm phiền chúng ta nữa, lúc này nó không làm chúng ta khó chịu nữa, lúc này nó không tiết ra dịch vị nữa, thì các cái đường của chúng ta nó bắt đầu nó rơi vào trạng thái nghỉ ngơi các chị. Và lúc này nó sẽ chuyển qua cái trạng thái đó là lấy năng lượng từ các mô mỡ trong cơ thể chúng ta. Ok không nào? Và lúc này á thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu thanh lọc và phẫu thuật không dao kéo cho tế bào trong cơ thể chúng ta. Và cơ thể chúng ta thì được cấu thành từ 60.000 tỷ đến khoảng 100.000 tỷ tế bào. Và có nhiều chỗ nó nhỏ như thế, nó li ti như thế, làm sao mà chúng ta phẫu thuật bằng y học hiện đại được đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ăn thì nó làm được cái liệu trình này. Thì lúc này á, các tế bào thực bào của hệ miễn dịch nó rất là đói. Nó đói, nó sẽ đi bắt hết tất cả những virus, vi trùng, mầm bệnh, những cái tế bào rác thải, những cái protein khiếm khuyết. Và lúc này cái cơ chế được gọi là cơ chế thải độc nổi bào và tế bào nó bắt đầu xảy ra. Thì cái cơ chế thải độc của tế bào chính là cái tiêu thể nó kết hợp với khoảng 60 loại protein có năng lượng cao á, nó sẽ tái chế, nó sẽ tổng hợp lại tất cả các rác thải tế bào ứ đọng. Nó sẽ tổng hợp nên các protein đặc trưng cho cơ thể, và tất cả những rác thải đấy nó sẽ tiêu diệt và nó phân hủy hết cho cơ thể chúng ta. Thì cái cơ chế này nó xảy ra khi chúng ta nhìn ăn thôi. Các chị dùng điều này không? Và các anh chị biết không, cái thời điểm mà Nam nhìn ăn 12 ngày đó thì có một người bạn cùng với Nam thực hiện cái liệu trình này. Thì đến ngày thứ tư, thứ năm là bạn ấy nôn mửa toàn ra dịch xanh, dịch vàng, toàn ra những cái chất hôi tanh. Thì tất cả những cái biểu hiện này, thân nhiệt tăng này, sốt này, nôn mửa này, nổi ngứa dị ứng này, đó, thì đều là những cái phản ứng chữa lành của cơ thể. Nó đào thải qua da chúng ta, nó đào thải thông qua các lỗ tự nhiên các chị. Đó. Kể cả những người huyết áp thấp, huyết áp thấp có nhìn ăn được không? Nhìn ăn được hết. Huyết áp, tim mạch, tất cả các bệnh đều nhìn ăn được hết. Chỉ trừ đúng một cái đối tượng không thể nhìn ăn được, đó là đang mang bầu thôi các chị. Kể cả huyết áp thấp, nó sẽ thấp về cái mức nó không làm chúng ta chết được đâu. Sau đó cơ thể chúng ta nó sẽ tự cân bằng và trở lại mức bình thường, chứ không chết được đâu các chị. Không ai có chết được. Chúng ta không ăn á thì chúng ta thường là khoảng từ 1 đến 3 tháng chúng ta mới chết. Và đương nhiên khi chúng ta nhìn ăn thì chúng ta sẽ bị giảm cân. Bởi vì đại đa số chúng ta đều mang vác trong cơ thể chúng ta khoảng trung bình là 11,3 kg chất độc và rác thải. Và cái việc mà chúng ta nhìn ăn á, mà chúng ta giảm 3-5 kg, đó đều là những cái thứ nó không thuộc về cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta
tích trong người chúng ta nó lại sinh ra rất nhiều bệnh tật các anh chị ạ. Và nằm nhìn á thì không có cái điều gì nó xảy ra cả, không có cái điều gì xảy ra cả, cho đến lúc mà đến ngày thứ 11 các anh chị thì nó bắt đầu đi cầu. Và các chị biết không, khi lúc đó đi cầu ra thì cái phân của mình đi nó toàn màu đen thôi các chị, nó đen giống như là phân dê luôn, nó đen giống như phân dê. Cái bảng mà nhìn ăn cùng với Nam đấy thì khoảng ngày thứ 6, thứ 7 gì đó là đi cầu. Nhưng mà Nam đến ngày thứ 11 đi cầu. Tại sao Nam lại lâu đi cầu như vậy? Bởi vì Nam đã làm cái thải độc đại trong cà phê thường xuyên mỗi ngày. Ok không nào? Nó đã, Nam đã làm cái thải độc đại trong cà phê mỗi ngày, nên là cái đường ruột của Nam nó rất là sạch đẹp. Nhưng mà đến ngày thứ 11 các anh chị, Nam đi cầu, nó vẫn ra cái phân màu đen rất là kinh khủng. Và các anh chị biết không, cái ngày thứ 12 các anh chị, Nam lại tiếp tục đi ngoài. Và lúc này á, đây là Nam kể rất thật luôn nhá, rất thật luôn ấy, là ngày thứ 12 á thì Nam đi cầu á thì nó ra hai cái viên phân, nó to khoảng từng này các anh chị này, đó, nó to khoảng từng này đó, khoảng như vậy, nó ra đúng hai viên thôi các anh chị. Một viên nó màu trắng như thế này luôn, nó trắng giống như là mỡ, nó trắng giống như thế này luôn đấy. Và một cái viên thứ hai là nó đặc và nó đen các chị. Và Nam còn ngó đầu vào cái bồn cầu toilet, Nam lấy cái đen của điện thoại này, Nam soi nó có đúng như vậy không, mà đúng là như vậy các chị. Các anh chị ha. Và sau khi mà Nam nhìn ăn như vậy 12 ngày các chị biết không, là sau khi mà Nam nhìn ăn 12 ngày các chị, thì Nam đã bị một trận ốm. Nó rơi tầm khoảng 3 ngày. 3 ngày là một cái trận ốm. Mà cái cổ của Nam á, nó cứng lại luôn. Cứng lại luôn các chị. Và cái đờm nhớt á, nó nhiều lắm. Mà Nam nhớ là có một lần Nam khạc nhổ á, là từ nhỏ giờ chưa bao giờ mà Nam khạc nhổ mà nó ra đờm nhiều như vậy đâu các anh chị. Đó. Và các anh chị có biết không, khi mà Nam bị Nam nhìn ăn như vậy á, nó có một cái trạng thái này nó xảy ra, các anh chị biết không, đó là Nam mất ngủ 2 tuần. 2 tuần có nghĩa là cả đêm á không ngủ một tí nào nhé cả nhà. Mà từ nhỏ giờ là không bao giờ bị mất ngủ luôn ấy, mà nhìn ăn 12 ngày là 2 tuần mất ngủ. Thì nói thật với các anh chị, khi mà Nam đọc tài liệu và tham khảo rất nhiều ý kiến của người khác, thì đó chính là dấu hiệu của việc thải độc và chữa lành. Nhưng mà nói với các anh chị, từ bé giờ chưa bao giờ bị mất ngủ. Mà khi mà nó đi được khoảng 7 ngày rồi, thì mình cũng lo lắm chứ. Bảo bây giờ 7 ngày rồi mình không ngủ một tí nào, lại tiếp tục là hỏi người khác và đọc sách, nó củng cố thêm cái niềm tin. Và họ nói rằng nó rơi tầm khoảng 7 đến 10 ngày thôi. Đó, thường là như vậy. Mà bản thân Nam nó kéo dài 14 ngày các chị, 14, 15 ngày gì đó, là không có ngủ một chút nào luôn các chị. Thì thực ra đó cũng là cái dấu hiệu của việc chữa lành. Đó, thì đó là cái liệu trình Nam nhìn ăn 12 ngày. Và từ bé giờ, xin thưa các chị nha, là Nam chưa bỏ một bữa nào đâu nha, chưa bao giờ biết nhìn ăn là gì. Nhưng mà bởi cái lòng quyết tâm mà Nam nhìn ăn trong vòng 12 ngày như vậy, các anh chị biết Nam sút bao nhiêu ký không? Đó là Nam giảm 9 ký, các anh chị, 9 ký, từ 64 kg mà nó giảm xuống 54 kg. Các chị có biết cái cảm giác á, mà cái bụng của mình á nó bé lại, nó giống như kiểu là cái da ở bên sau lưng với da bên trước bụng mà nó sắp dính vào nhau các chị. Thực sự là như vậy. Cảm giác là cái khung, cái bổ khung ở cái bụng này á, nó rỗng á, nó nhẹ. Cảm giác như là hai cái da sau lưng và cái bụng này nó sắp dính vào nhau các chị. Đó. Nhưng mà thực sự đó là một cái sự trải nghiệm tuyệt vời của cái liệu trình nhìn ăn. Và các anh chị ạ,
Bây giờ chúng ta có thể nhìn ăn bằng một cái loại chế độ thực dưỡng nhìn ăn, đó là nhìn ăn sinh ra mà Nam đã từng chia sẻ cho tất cả quý vị rồi. Đó là chúng ta không nhất thiết chúng ta phải nhìn ăn 10-12 ngày. Trừ những người có nhiều bệnh thì chúng ta nên làm cái liệu trình này. Còn nếu người bình thường, chúng ta có thể nhìn ăn trong ngày luôn. Và nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ khỏe mạnh, chúng ta sẽ trẻ hóa, chúng ta sẽ cảm thấy năng lượng hơn nữa các chị. Năng lượng hơn nữa. Đó là chúng ta hãy nhìn ăn trong ngày. Nhìn ăn sinh ra là nhìn ăn trong ngày. Có nghĩa là bình thường là chúng ta ăn bữa sáng lúc 6 đến 7 giờ sáng đúng không? Bữa trưa là 12 giờ, bữa tối là 5-6 giờ chiều. Thì chúng ta bỏ một bữa ăn. Ví dụ chúng ta có thể bỏ bữa sáng, chúng ta có thể bỏ bữa tối, tùy chúng ta thực hiện. Ai thích bỏ bữa nào thì bữa. Nếu mà bữa sáng chúng ta bỏ nhé, thì có phải là chúng ta kết thúc bữa tối tốt nhất là từ 5 đến 6 giờ chiều, muộn nhất là 7 giờ tối. Vậy thì chúng ta nhìn từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ trưa ngày mai chúng ta mới ăn, thì có phải là 17-18 tiếng bụng chúng ta rỗng. Và khi bụng chúng ta rỗng như vậy thì các nội tạng nó sẽ được nghỉ ngơi, đường ruột chúng ta nó sẽ được nghỉ ngơi. Và khi chúng ta nhìn nó quen rồi thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được rằng là cái điều tuyệt vời khi bụng chúng ta nó đói, chứ không phải là khó chịu nữa đâu. Mà khi đó mình lại cảm thấy rất khỏe và năng lượng đó chị. Đó. Nếu mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể uống nước ép rau củ, hoặc chúng ta có thể ăn trái cây tươi ngon. Và chúng ta ăn vừa đủ thôi. Có hai cách nha. Một là chúng ta không ăn. Hai là chúng ta ăn, nhưng chúng ta ăn trái cây tươi ngon vừa đủ, hoặc uống nước ép rau củ. Bữa sáng hoặc bữa tối đều được. Một trong hai bữa chúng ta bỏ, chúng ta thì dồn năng lượng cho bữa trưa. Đó. Nếu mà bỏ được bữa tối cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tối. Bữa tối chúng ta có thể ăn rau củ chấm với nước tương, hoặc ăn trái cây tươi ngon, hoặc bỏ chúng ta không ăn, hoặc uống nước ép rau củ, tùy chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta làm như vậy một tuần 2 buổi thôi, sau đó tăng lên 3 buổi ạ, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cơ thể chúng ta nó sạch hơn, người chúng ta nó khỏe hơn, năng lượng hơn, và da dẻ chúng ta nó mịn màng hơn các chị. Đó. Nên là cứ, nếu người nào mong muốn chiêm nghiệm cũng như là trải nghiệm những cái điều Nam nói đúng, thì chúng ta có thể bắt đầu thực tập bằng việc là nhìn ăn, bỏ một bữa trong ngày để cảm nhận những cái điều Nam nói là đúng. Còn những cái liệu trình nhìn ăn 7 ngày, 10 ngày thì dành cho những người bị bệnh nặng và nhiều bệnh các chị. Đó, đó là lời khuyên của Nam nhé. Còn nếu mà ai mà có ý chí nghị lực lớn, ý chí và nghị lực lớn, thì chúng ta có thể thực hành, thực tập. Chứ yên tâm là nhìn ăn á, là nó tuyệt vời lắm. Yên tâm là không có chết được đâu nhá. Mà nó là rất là tuyệt vời đấy các chị. Thì đó là câu trả lời của anh Nguyễn Khôi nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.